mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Và sau đây là tin nữ sinh chéo chân bá đạo gặp rắc rối vì bất ngờ nổi tiếng. Trần Thị Thanh Thư sinh năm 1999, nickname là Ngố Thư, học sinh trường Trung học Phổ thông Cẩm Giàng 2, Hải Dương, từng nổi đình nổi đám trên mạng nhờ bức ảnh tạo dáng bá đạo vào năm 2014. Trong ảnh, cô gái choàng khăn đỏ trên đầu, tay chống cầm tạo dáng hình trái tim. Đặc biệt, thiếu nữ này có khả năng bắt chéo chân cực độc đáo, khiến người xem ngỡ ngàng. Theo như lời chú thích đình đám, nhiều cư dân mạng cũng học cách tạo dáng giống như cô gái, nhưng không ai làm theo được. Sau khi đăng tải nhanh chóng bức ảnh này được thu hút sự chú ý của cư dân mạng với gần 10.000 lượt like cùng hàng trăm bình luận, lan tỏa sang các trang mạng Zalo, Facebook. Nhiều diễn đàn giải trí dành cho giới trẻ cũng đăng tải lại hình ảnh này. Vào năm 2014, Thư bỗng gây chú ý trên mạng xã hội với bức ảnh tạo dáng độc. Vậy sau bức ảnh đó, cuộc sống trên mạng và ngoài đời thực của em có thay đổi không? Em cảm thấy không có gì thay đổi vì tên của em không hề được ai biết đến, mà mọi người chỉ biết đến với cái tên nữ sinh chân khèo. Có ý kiến cho rằng Thư còn hot hơn cả nhiều ngôi sao nổi tiếng khác vì lượng fan hùng hậu trên Facebook. Vậy Thư nghĩ sao? Em không hề nghĩ như vậy vì em không hề có fan hâm mộ hay gì cả, mà chỉ có thể nói là có người yêu quý. Còn nổi tiếng hay không thì bản thân em là người hiểu hơn ai cả. Gia đình của Thư có biết về sự nổi tiếng của bạn trên mạng không? Bố, mẹ bạn có chơi Facebook không? Gia đình em có biết chuyện con gái thu hút sự quan tâm trên mạng? Mẹ em cũng chơi Facebook, còn bà em thì không à. Hiện tại bạn học tập hay làm việc ở đâu? Hiện tại em đang học tại trường Trung học Phổ thông Cẩm Giàng 2, Hải Dương. Năm nay đã 17 tuổi, chẳng lẽ Thư cứ mãi nhí nhảnh tin hồi? Bạn có ý định thay đổi phong cách không? Em vẫn còn đang đi học và em nghĩ rằng cách ăn mặc và phong cách hiện tại sẽ phù hợp với môi trường hiện tại. Em nghĩ mình có thể sẽ thay đổi khi học xong, nhưng sẽ ở một mức nhất định chứ không quá lộ liễu. Nếu duy trì được độ hot trên Facebook, Ngố Thư có mất khá nhiều thời gian dành cho mạng xã hội không? Nếu một ngày mọi người quay lưng với Ngố Thư, bạn cảm giác sao và sẽ làm gì? Em không dành nhiều thời gian cho Facebook lắm. Tin nhắn trả lời và bình luận của em rất ít. Ai là bạn bè của em cũng thấy điều đấy. Tương lai em có dự định gì cho sự nghiệp, cuộc sống không? Tương lai thì em chưa có dự định, nhưng em muốn làm cô chủ một quán cà phê hay cửa hàng bán quần áo nữ. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.